Không phải đâu, anh bị dị ứng. Nhất là anh bị dị ứng với những điều xinh đẹp. Trời ơi mệt quá. Cho nên anh không ở gần em được lâu. Chào các bạn, chào các bạn, chào các bạn. Trong video của ngày hôm nay, chúng mình có một khách mời rất là đặc biệt. Đó chính là chồng mình, vợ mình. Chào các bạn, hôm nay mình thấy không khỏe lắm. Nhìn mặt mình hôm nay nó hơi kỳ kỳ, hơi méo méo. Thế nhưng mà mình đang rất là vui. Bởi vì hôm nay mình có một cái áo rất là đẹp. Hôm nay mình mặc một cái áo hình con gấu nè các bạn ơi, vui quá. Mình là Giang đây. Video ngày hôm nay, nếu mà các bạn cảm thấy quen quen thì đây chính là một phiên bản mới của cái video mà chúng mình review cuộc sống vợ chồng 6 tháng sau cưới mà chúng mình đã từng làm. Ngày hôm nay chúng mình sẽ làm phiên bản review 6 tháng sau đẻ, xem là cuộc sống của vợ chồng sau khi đẻ 6 tháng nó sẽ như thế nào. Chúng mình đã thu thập câu hỏi của các bạn ở trên Instagram rồi. Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ trả lời nhiều nhất có thể nha. Bây giờ thì anh đã sẵn sàng vào câu hỏi đầu tiên chưa? Sẵn sàng. Trước khi vô, chúng ta có thể hung nhau một cái không? Được. Đấy, lại hiện nguyên hình rồi. Câu hỏi đầu tiên, một lần dỗ mây nhớ đời của anh chị là gì ạ? Chắc là trong đêm hôm đó, một đêm mưa gió, thì hôm đấy đang ngủ, tự nhiên thấy con khóc, con dậy. Thì mình ra, mình trông, mình coi như thế nào. Chắc là đói, cho nên là mình cho ăn. Ăn xong, con không ngủ mà con lại khóc tiếp. Thế là mình lại kiểm tra, mình thấy lưng nó ướt. Thế là mình lại nhấc lên, thì cả cái nệm nó ướt, là mọi thứ nó tràn ra ngoài. Thế là mình thay tã trong đêm mà mình không dám bật đèn, tại vì nếu mà bật đèn thì sẽ làm con dậy khó ngủ tiếp. Lúc đó cũng khoảng 2-3 giờ sáng rồi. Thế là mình thay tã trong đêm, trong bóng tối thì không chỉ tràn nước mà nó còn tràn một số cứ thứ khác mà nó không phải là nước. Tay mình thì dính rất cứ nhiều thứ. Cuối cùng mình vẫn phải bật đèn lên trong đêm, mà bật đèn lên thì nó cáu, cáu thì nó lại khóc. Đấy, đây là một cái lần, nhưng mà thật ra là rất ít thôi, đó là lần duy nhất mà nó xảy ra như thế. Chứ bây giờ thì con mình nó ngủ rất ngoan trong đêm, cũng không bị tràn tã nữa, bởi vì mình đã thay một cái loại tã khác. Tã quần. Tã quần thì nó đỡ hơn rất là nhiều. Tã quần thực ra đỡ hơn là tã dán rất là nhiều, đỡ tràn ấy. Một lần dỗ mây nhớ đời của em, chồng đi vắng, thế xong rồi con nó khóc không có một cái gì có thể dỗ được. Nó không nín là nó không nín. Và cuối cùng hai mẹ con cứ kiểu ôm nhau như thế thôi. Hai mẹ con cứ kiểu ôm nhau cả buổi tối như thế. Và không có một cái cách nào cho ăn không, thay bỉm không, dỗ ngủ không, cho chơi không, tất cả mọi thứ. Thế cho nên là hai mẹ con cứ thế ôm nhau cho qua cái ngày hôm đấy. Và chấp nhận là sẽ có những cái ngày như thế đấy, sẽ có những cái tuần như thế. Nó gọi là tuần khủng hoảng. Và mình phải chấp nhận thôi, mình phải chấp nhận dỗ con. Và mình phải chấp nhận là thôi thì mình phá lệ, mình nương theo con, mình không có theo giờ giấc như bình thường nữa, mà là mình nương theo, mình dỗ dành, mình ôm ấp, thế thôi, chiều con thôi, cho nó qua. Đấy. Câu hỏi thứ hai, điều anh chị trăn trở và băn khoăn nhất bây giờ là gì ạ? Điều anh trăn trở là gì? Điều anh trăn trở là hôm nay cái mặt anh nó hơi méo. Về con. Điều anh chăn trở là không biết là bây giờ mình đang quay thì nó sẽ dậy lúc nào. Ừ đúng. Nó đang ngủ ở bên phòng bên. Và kể cả chúng mình bật máy lạnh ở trong cái phòng này thì chúng mình vẫn phải kiểu như là hé hé cửa một tí, để nếu mà con nó khóc ở bên kia, con nó dậy đấy, thì là chúng mình nghe đấy. Thì hên xui, quay đến được lúc nào thì quay nhá. Điều trăn trở của mình thì nó sâu sắc hơn một chút, nó sâu xa, nó xa xôi hơn một chút. Điều trăn trở của mình là về sau con mình nó đi học ấy, thế xong rồi nó sẽ phải đối diện với cuộc sống thực, và nó không còn ở trong cái bong bóng mà mình đã tự tạo ra cho nó nữa. Thì đến lúc đấy liệu, thì không biết được là nó sẽ đến lớp thì nó có thể hòa hợp được với bạn bè hay không, nó có vấn đề gì hay không, rồi nó yêu đương, nó buồn thế nào hay không, rồi tất cả những cái đấy mình cảm thấy, mình là người mẹ, mình cảm thấy cũng khá là sợ, khá là hồi hộp đấy. Nhưng mà cái đấy thì còn rất là xa, thế cho nên là thôi, nghĩ thế thôi chứ được, đến lúc nào thì mình sẽ hay lúc đấy. Vấn đề là tế nhị, nhưng mà em vẫn hỏi là sau khi đẻ thì vùng kín có thật sự bị làm sao đó như lời đồn được không ạ? không đâu, không bị sao hết á. Ê, nhưng mà cái này là theo như mình hiểu nha, nó còn phụ thuộc vào cái tay nghề của bác sĩ. Ví dụ như là khi mà mẹ đẻ thường đấy, thì sẽ hay có cái tiết mục là rạch tầng sinh môn. Sau đấy rạch tầng sinh môn xong thì là người ta khâu lại cái tay nghề của người bác sĩ và cái thời gian mà họ dành ra để họ làm cho nó cẩn thận hay là không đấy. Thì các bạn cứ hình dung là một cái miếng vải, các bạn ngồi các bạn khâu lại, thì nếu mà khâu cẩn thận lại thì nó cũng sẽ đẹp hơn so với việc là các bạn khâu nhỏ nhỏ nhàng một cái là xong, đúng không? Thế thì đấy, nên nó cũng như thế. Thế cho nên là nếu mà người ta làm mà có tâm, mà cẩn thận, mà tay nghề người ta cao, người ta làm khéo đấy, thì là không có vấn đề gì đâu, không có vấn đề gì hết. Câu hỏi tiếp theo, khi nào thì bạn biết mình sẵn sàng có con? Khi nào anh biết?
Chưa bao giờ anh cảm thấy một khoảnh khắc nào đấy anh cảm thấy là anh sẵn sàng có con rồi. Thật á? Cho đến khi anh có con thì anh biết là ok, bây giờ khi mình đã có con rồi thì mình sẵn sàng thôi. Còn trước khi mà đẻ thì mình cũng sợ lắm chứ, mình nghĩ đến rất nhiều thứ. Không, chắc là lúc có bầu thì mình nghĩ là mình sẵn sàng có con, tại vì bây giờ không sẵn sàng thì còn lúc nào sẵn sàng nữa. Nhưng mà trước khi có bầu thì mình nghĩ rất là nhiều, không biết là mình có trở thành một ông bố tốt hay không, không biết là mặt mình méo như vậy rồi nó nhìn mình rồi nó có sợ hay không, hay là... Đấy là lo lắng khác với sẵn sàng. Mình có thể sẵn sàng cho một thứ gì đấy nhưng mà mình vẫn lo lắng hồi hộp. Ví dụ như là mình sẵn sàng cho một cuộc thi, đấy nhưng mà không có nghĩa là mình không hồi hộp khi mà bước vào phòng thi, đấy kiểu thế. Nhưng mà mình sẵn sàng tại vì mình học bài rồi, đấy kiểu thế. Thì là cái lúc mà anh sẵn sàng là lúc nào? Thì con sợ nghĩa là không, con chưa sẵn sàng, bao giờ hết sợ thì là sẽ sẵn sàng. Trời ơi, tức ghê ấy, người ta vừa mới nói xong. Bây giờ em hỏi anh hay là anh hỏi em? Tức ghê á, nhưng mà... Bây giờ em ý là tóc em vuốt vuốt rồi cái gì? Tóc cao để đẹp đô đô rồi. Ok fine. Cái thời điểm mà mình sẵn sàng, nó có hai yếu tố. Một là cái cảm giác ở bên trong, mình cảm thấy là cuộc sống của mình đã sẵn sàng cho một cái giai đoạn mới, cho một cái sự thay đổi mới ngoài bản thân của mình. Khi đấy là khi mà bản thân của mình đã tốt với bản thân mình, tức không không phải là đã tốt với bản thân mình, là ý là mình đã hiểu bản thân mình rồi này, mình biết mình đang làm gì, mình biết mình muốn gì, mình biết là mình muốn cuộc sống như thế nào, mình hiểu mình là người như thế nào, điểm mạnh là gì, những cái điểm yếu là gì, mình chấp nhận bản thân mình và mình cảm thấy vui, hạnh phúc và mình cảm thấy là mình sẵn sàng trở thành một người cha, người mẹ hạnh phúc dành cho con. Thì cái điều đấy là cái điều mà khi mà mình cảm thấy sẵn sàng đấy. Còn những cái yếu tố khách quan là mình chuẩn bị, mình có không gian cho con ở này, mình có điều kiện kinh tế sẵn sàng để nuôi con này, mình có những cái sự ủng hộ từ phía gia đình, ủng hộ từ chồng, cái mối quan hệ của mình nó đã tốt rồi. Cười cái gì mà cười? Kinh quá. Anh có... Sao mà có thể xấu đến như thế? Ê, xấu à? Con mây nó giống anh, liệu về sau nhìn nó có thế này không ta? Không. Thiệt luôn, cái phiên bản phụ nữ của anh nhìn nó sai lắm luôn á anh à. Tại vì nó vô cái mặt em ấy. Có bé là không được ngủ chung với chồng thật à chị ơi? Hu hu. Đúng đấy, bọn mình chưa ngủ chung. Bao nhiêu lâu rồi, phải hơn cả năm rồi, phải năm rưỡi rồi. Tức là từ cái lúc mà mình bắt đầu có bầu là vợ chồng mình đã không ngủ chung với nhau được rồi. Tại vì cái lúc mà mình có bầu, cái người mình nó rất là nóng, lúc nào nó cũng kiểu như là mồ hôi một kê nhễ nhại luôn đấy. Các bạn nào mà mang bầu thì biết cái kiểu đấy rồi đúng không? Khi nào mà mình ngủ đấy là mình phải bật điều hòa kiểu máy lạnh phải kiểu 19-20 độ mình mới ngủ được. Trong khi đấy bình thường mình chỉ cần 26-27 độ là mình có thể ngủ ngon đúng không? Không. Đến lúc mà có bầu 19-20 độ mình nằm mình còn kiểu như là cảm thấy kiểu ớn lạnh, xong rồi toát mồ hôi, xong rồi các thứ, nói chung là rất là kinh. Mà chồng mình thì lại không chịu được máy lạnh, cái mũi của chồng mình nó hơi kiểu lệch vách ngăn ấy. Không phải đâu, anh bị dị ứng. Nhất là anh bị dị ứng với những điều xinh đẹp. Trời ơi mệt quá. Cho nên anh không ở gần em được lâu. Nói tóm lại là người em chồng như là một loại gì? Được rồi. Mới uống vào thì cay đắng. Uống lâu thì thấy thật là nồng say. Mệt quá. Đang nói cái gì? Nếu yêu em là sai. Nào. Nào. Thì anh không cần phải đúng. Nào. Nói chung là chồng mình lệch vách ngăn, không có chịu được máy lạnh. Thế cho nên là lúc đó đã phải ngủ riêng rồi. Đến khi mà có con rồi đó thì là chúng mình lại không ngủ chung. Tại vì em bé ngủ ở bên phòng của em bé, thế là chồng mình ngủ cùng với em bé ở bên phòng em bé để trông con. Mình lại ngủ của mình ở bên này thì đấy, chúng mình không ngủ chung rất là lâu rồi. Thế nhưng mà nó cũng lại là một cái điều đặc biệt. Rõ ràng là không được ngủ chung với chồng trong một thời gian dài như thế thì mình cũng buồn chứ. Thế nhưng mà nhiều khi người ta bảo là một chút khoảng cách nó gia tăng nỗi nhớ. Đấy, các bạn thấy không? Nó kiểu như là nó làm cái gì nó kiểu nó thêm thi vị, yêu xa. Lâu lâu thấy anh chồng nằm còng queo ngoài sofa. Chạy ra, ư anh ơi. Anh ơi cho em nằm mới. Kiểu thế. Nào. Khoảng thời gian nào là lúc khủng hoảng nhất ạ? Và anh chị đã giải quyết cùng nhau như thế nào? Chắc là lúc mà em bắt đầu nghén ấy. 3 cái tháng đầu tiên, sao em không qua tay cho anh? 3 cái tháng đầu tiên mà em bắt đầu mang bầu thì em rất là mệt. Xong rồi lúc đấy mình vừa mới chuyển nhà, xong rồi mình có 1000 thứ phải làm. Nhưng mà chỉ có một mình anh làm thôi, bởi vì lúc đấy em chỉ có nằm một chỗ. Em không phải làm được cái gì, em không phải lết được. Và ngoài cái việc mà rất là khó chịu với cái cơn nghén của em thì em cũng rất là dễ cáu. Và anh là một cái người duy nhất ở đấy lúc đấy. Thì anh vừa phải chăm sóc cho em, vừa phải chăm sóc nhà cửa và chăm sóc con cái. Lúc đấy con cái khi... nào đang nghén mà. À nhầm, chó mèo, ok, xin lỗi. Lúc đấy nhiều khi chỉ muốn tiêu diệt. Thế nhưng mà đối tượng thì lại đang mang trong người một em bé rất là đáng yêu. Cho nên là mình cũng phải đành phải cam chịu thôi.
đấy. Em đồng ý. Đáng ra cái câu trả lời đầu tiên của em sẽ là một cái khác. Là em nhớ lại cái lúc mà em bị tắc sữa triền miên ấy, thì lúc đấy là lúc khủng hoảng nhất. Mặc dù những cái vấn đề nó hoàn toàn là thuộc về cơ thể của em, thế nhưng mà khi mà em có thể chia sẻ cùng với anh và mình kiểu như là mình động viên nhau đấy, mình giúp đỡ nhau đấy, mình cũng hỗ trợ nhau đấy, thì mọi thứ nó đỡ hơn, nó đỡ hơn nhiều. Nó đỡ bị tắc hơn. Nó không phải là nó đỡ bị tắc, mà là mình có những cái, mình có cái sự cảm thông cho nhau, và sau đấy thì sau khi mà có giải pháp đấy thì là mọi thứ nó đã tốt hơn rất nhiều, cải thiện hơn rất là nhiều. Chỉ ước được lên video một lần cho lũ bẹn trầm trồ. Cà 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 cà. Lên. 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 Lên, nha. Lên liền. Ai thay bỉm chuyên nghiệp hơn ạ? Mình, tất nhiên là mình rồi các bạn ơi. Tất nhiên là mình. Mình đây. Chỉ có mình thay bỉm mới sạch thôi, chứ còn chồng mình mà thay bỉm. Mỗi lần mà mình nhìn thấy chồng mình thay bỉm là kiểu như là mình kiểu tay mình run run, xong rồi kiểu mình sốt ruột, xong rồi đầu mình lo ngay ngay ấy. Đấy, kiểu thế. Thà rằng không nhìn thấy thì thôi. Thế nhưng mà một khi mà đã nhìn thấy chồng mình đang thay bỉm đấy, là mình sẽ kiểu như là mình nhìn ngó, thế xong rồi mình tọc mạch, xong rồi mình cảm giác là mình sẽ phải kiểu, mình sẽ phải can thiệp, mình sẽ phải hỗ trợ một tí. Còn khi nào mà con có những cái kiểu như là có những cái bãi, không, không phải bãi, xin lỗi, có những cục vàng lớn, thường là chồng mình sẽ SOS. Mẹ ơi, SOS. Là mình biết là công việc gì đang tới, mình biết là chuyện gì đã xảy ra và mình chạy ra thôi. Tình cảm anh chị dành cho nhau lúc chưa có mây với hiện tại có khác nhau không và khác như thế nào? Anh trước đi. Cảm thấy đây là một phần không định hiếu trong cuộc sống của mình. Nhất là khi mà không có ai để kêu SOS em ơi thì kinh khủng lắm. Sau khi mà có con thì cái sự gắn kết nó lại còn nhiều hơn. Nhiều khi ngày xưa có thể tách ra nhau được một hai hôm chẳng hạn, còn bây giờ thì một ngày nhiều khi không tách được lúc nào, chỉ muốn luôn ở bên em. Kinh quá. Đối với mình đấy thì mình đúng là mình cảm thấy mình yêu chồng mình hơn thật. Tức là khi mà mình nhìn người đàn ông này ấy, mình không chỉ thấy người chồng mình, bây giờ mình còn thấy người cha của con mình. Nhiều khi mình thấy chính người con mình, tại vì cái mặt nó giống nhau quá. Cho nên là đúng đấy, nó là một cái tình cảm nó rất là khó diễn tả. Thế nhưng mà đúng là cái tình cảm nó phát triển, nó thành một cái khác, nó gắn kết hơn ngày xưa nữa đấy. À, câu hỏi này là dành cho anh này. Cô Nga có còn làm phiền hai anh chị nữa không? Có chứ. À, câu hỏi này nó hay này, câu hỏi này nó deep deep này. Mục đích của việc sinh con là gì? Nếu như không sinh con thì liệu đã có được nhiều tiền hơn không? Đúng đấy, nếu mà không để con thì rõ ràng là mình có nhiều tiền hơn. Nhưng mà liệu cái mục đích của mình ở trong cuộc sống có phải là chỉ để có nhiều tiền hơn hay không? Có nhiều tiền hơn thì ai cũng muốn, đúng không? Thế nhưng mà bản thân cái việc mà nhiều tiền hơn á, nó không phải là cái đích đến cuối cùng, mà bản thân là mình làm gì với cái tiền đó. Tức là ai cũng muốn có nhiều tiền hơn, nhưng khi mà đã có cái nhiều tiền đó rồi thì là mục đích của một người là xài cái số tiền đó vào cái gì. Ví dụ là với một người nào đó, có thể là họ có cái số tiền đó và họ muốn xài cái số tiền đó vào bản thân họ, thì đó là một cái mục đích là xài vào bản thân mình. Mình hưởng thụ cái số tiền mà mình đã kiếm ra. Thế nhưng mà đối với một số người thì cái số tiền mà họ kiếm ra, họ cảm thấy hạnh phúc, họ cảm thấy vui vẻ, họ cảm thấy hợp lý khi mà họ tiêu những cái đồng tiền đó vào đứa con của họ, khi mà họ tiêu nó vào người khác, người chồng của họ. Anh chị dự đoán tính cách của em May sẽ giống ai? Chồng mình nói là em May có vẻ có nhiều chính kiến, hơi khó tính, giống như mẹ đó. Thế nhưng mà một điều mà mọi người không ngờ đến là nhiều khi cha nó cũng không phải là cái người dễ tính đến thế. Nhưng mà nó có một cái... Xấu quá. Nó có một cái gì đấy, nó rất là hài hước. Còn anh... Rất hài hước. Đấy, May có thể hiện nó thích điều gì chưa? Thích chơi mấy trò khùng khùng giống cha nó. Lúc thường cha nó cũng bày những cái trò xàm xàm, nó thích lắm, nó cười phé. Nhưng mà mẹ chơi những cái trò mà kiểu như là nhẹ nhàng, tình cảm rồi với nó cũng nhiều khi nó không hào hứng đến thế. Nhiều khi kiểu nó chỉ kiểu... Nhưng mà với đường cha nó nha, đấy, kiểu thế. Nhiều lúc mình cũng cảm thấy hơi tủi thân một chút. Chị có lời khuyên gì cho vợ chồng chuẩn bị có con không? Anh có lời khuyên gì không? Hãy nhường nhịn. Bởi vì cái hành trình làm mẹ nó nhiều khi nó rất là khó để nói với ai là mình đang cảm thấy như thế nào nè.
những cái khó chịu và những cái thay đổi hormone nó có thể sẽ khiến người phụ nữ của bạn trở thành một người phụ nữ khác. Nhưng mà hãy nhớ là trong một cái thời gian ngắn thôi. Khi mà tất cả những cái thứ này qua đi thì cái cô gái mà dịu dàng đáng yêu nhẹ nhàng đấy sẽ trở lại. Còn những cái khó chịu này người ta đang phải cố gắng chịu đựng nó để mang đến cho bạn một đứa con xinh xắn đáng yêu. Cho nên là bạn hãy nhường nhịn thật nhiều, hãy chuẩn bị cho những cái mà đôi khi bình thường bạn sẽ không thể chịu được, bạn sẽ tìm cách để bạn bật lại, để bạn muốn đánh nhau. Thế nhưng mà những lúc đấy thì thôi đừng đánh nhau làm gì, về đi, đừng đánh nhau. Lời khuyên của mình dành cho các ba mẹ đang chuẩn bị hoặc là đang muốn có con là giao tiếp. Cái sự giao tiếp qua nhiều năm đấy để vợ chồng có thể hiểu nhau là một cái nền tảng tuyệt vời cho cuộc đời có con. Tại vì cái quãng đời của con ấy, nó sẽ có rất là nhiều thử thách. Cô chú có thức đêm nhiều không ạ? Cháu thấy nhiều mẹ bỉm thức trắng đêm nhiều quá. Không phải mẹ bỉm mà là bố bỉm. Mình là đứa được ngủ, còn chồng mình trông con đêm. Cho nên chính ra mình lại sướng, mình lại được ngủ đủ. Thế cho nên là cái tâm trạng mình nó phơi phới là vì thế. Thực sự là cái việc mà được ngủ đủ đấy là một cái món quà vô giá mà chồng mình dành cho mình. Mình phải thừa nhận cái điều đó. Mình luôn luôn mình trân trọng cái điều là chồng mình trông con đêm cho mình được ngủ đủ. Tại vì bản thân mình, các bạn thì như thế nào mình không biết, thế nhưng mà thực sự là bản thân mình cái việc ngủ đủ nó cực kỳ quan trọng, nó tối quan trọng trong ngày luôn á. Anh chị chia sẻ việc nhà và chăm con như thế nào ạ? Có một cái system, có một cái hệ thống mà vợ chồng chúng mình đã đến bây giờ thì nó đã mượt rồi đấy, đúng không? Đại khái là mẹ sẽ chăm con 3-5-7, còn ba sẽ trông con 24-6. Thì cái người kia sẽ có cái thời gian để làm việc vào cái ngày mà người còn lại trông con. Đấy là cái cách phân công. Còn chủ nhật thì là hai vợ chồng cùng nghỉ ngơi, chăm con, đi chơi, dành thời gian cho gia đình. Hiện nguyên hình yêu quái. Em ơi, sống chung với lông chó mèo như nào ạ? Đây là một trong những câu hỏi mà rất là nhiều bạn hỏi đấy. Nào, chúng mình hãy cùng trả lời nào. Thực ra thì mình đã từng làm một cái video rồi là làm sao mà nhà có bà bầu và em bé nhỏ có thể chung sống với chó mèo một cách an toàn, sạch sẽ và đảm bảo an toàn cho cả em bé lẫn cả chó mèo. Đấy, thì là mình đã từng làm một cái video như vậy rồi, các bạn có thể tham khảo. Mình sẽ để link ở phần mô tả và cái bình luận ở trên cùng đấy, thì là các bạn có thể tham khảo kỹ hơn. Thế nhưng mà để nói sơ đấy, là cái việc mà trông em bé, chăm em bé, nuôi em bé nhỏ ở trong nhà mà có chó mèo đấy, nó là một cái điều mà rất là nhiều người sợ. Thế nhưng mà thực tế mà nói, mọi người hãy nhìn xem, nhà ai cũng có bụi hết á. Thực sự là nhà ai cũng có bụi, nhiều hay là ít. Cái bụi nó ra từ da chết của người lớn này, bụi mình đi làm về, mình đi ở ngoài về này, và những cái lượng bụi mà mình có ở trong đồ đạc là không bao giờ mà có thể tuyệt đối tránh được. Mình có thể dọn dẹp thường xuyên đến mấy, kiểu gì trong nhà cũng có bụi. Các bạn hãy cứ chờ cái ánh nắng nó chiếu vào nhà, nhìn vào cái ánh nắng xem là có những cái hạt bụi nó lơ lửng, nó bay ở đó không. Thì những cái hạt bụi đó nó phải nhỏ hơn cái lông chó mèo chứ, đúng không? Lông chó mèo nó phải lớn hơn những cái hạt bụi đó. Và em bé vẫn hít những cái hạt bụi đó mỗi ngày. Mỗi ngày, dù là mình có máy lọc không khí, luôn luôn ở trong nhà có một cái tỷ lệ bụi như vậy. Và khi mà còn em bé ra ngoài nữa chi, đúng không? Ra ngoài tiếp xúc với nắng, với gió, các thứ. Thế nhưng mà đấy là cuộc sống mà, mọi người ơi. Mình ăn uống lành mạnh, sinh hoạt lành mạnh, giữ môi trường sống sạch sẽ lành mạnh và tất cả những cái điều đó. Thế nhưng mà sống thì cũng phải tiếp xúc với cái này cái kia, nó là một cái sự cân bằng ấy. Chứ nó không thể nào mà kiểu mình đâu có nuôi con ở trong cái lồng vô khuẩn được. Mình nuôi chó mèo một cách sạch sẽ này, vệ sinh này, mình đảm bảo sức khỏe cho chó mèo, chích ngừa đầy đủ, tẩy giun đầy đủ và đảm bảo sức khỏe cho tất cả tụi nó thì chó mèo và em bé sẽ có thể sống chung với nhau. Và cái việc này là mình nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rồi, là theo như nhiều nghiên cứu các bạn có thể tìm hiểu thêm, thì thực ra là em bé khi mà được sống chung với chó, với mèo từ ngày bé, ở trong điều kiện lành mạnh và chó mèo khỏe mạnh, thì em bé sẽ có cái khả năng tốt hơn, tức là cái tỷ lệ thấp hơn bị bệnh hen. Cái quan trọng là khi mà nuôi cả con và cả chó mèo thì phải giữ vệ sinh và giữ sức khỏe cho tất cả tụi nó thì tất cả mọi thứ sẽ ok. Và đó là tất cả những cái câu hỏi mà chúng mình có thể trả lời ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn đã có một cái hình dung chung về cuộc sống vợ chồng sau 6 tháng nuôi con là như thế nào. Review chung của chúng mình đối với cuộc sống nuôi con ấy là như thế nào, anh có muốn review? Em thấy tốt, recommend. Dùi.
Hiểu. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video của vợ chồng mình hôm nay. Nếu mà các bạn có muốn có gì hỏi thêm thì bình luận ở phía dưới và vợ chồng mình cũng sẽ cố gắng trả lời thêm cho các bạn. Và cũng xin cảm ơn con tôi đã ngủ một giấc trộm vía một lèo để cho ba mẹ có thể ngồi quay cái video này. Bây giờ thì mình nghĩ là khi mà mình cắt cảnh ngừng quay thì con mình nó cũng sẽ dậy bất cứ giây phút nào. Nhưng mà ngày hôm nay là cái ngày mà anh bạn thân là chồng mình trông con. Bởi vậy cho nên bây giờ thì mình sẽ đi dựng clip và ba nó sẽ chăm nó ngày hôm nay. Nào, anh có muốn chào mọi người không nào? Chào các bạn đi nào.